Nguyên nhân Noru trở thành siêu bão mạnh nhất trong 20 năm qua. Noru trở thành một trong những cơn bão có tốc độ gió tăng nhanh nhất trong lịch sử khí tượng trái đất hiện đại. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp của Mỹ, khi ở ngoài khơi Thái Bình Dương, sức gió cực đại của Noru tăng từ 80 km/h cấp 9 vào ngày 24 tháng 9 lên 249 km/h, tức cấp 19 chỉ trong vòng 24 giờ sau đó. Tức là tăng 169 km/h trong vòng 24 giờ của Noru, xếp thứ 5 trong bảng kỷ lục toàn cầu. Sức gió của bão Noru chạm mốc cấp 5, cấp mạnh nhất trong tháng bão Saffir-Simpson. Các nhà khí tượng học chỉ ghi nhận một số ít cơn bão mạnh lên rất nhanh như Noru. Biến đổi khí hậu do con người gây ra không chỉ khiến những cơn bão trở nên mạnh hơn, mà còn khiến những cơn bão mạnh nhanh chóng. Hơn 90% lượng nhiệt dư thừa từ sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra đã được các đại dương hấp thụ. Điều này rất quan trọng vì các cơn bão có được sức mạnh từ đại dương. Nước càng ấm, bão càng nhận được nhiều năng lượng. Nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn cho phép các cơn bão đạt mức gió tối đa lớn hơn, theo New York Times.